Hello mọi người. Và mình là Tuấn Biển đây. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Tuấn Biển nhá. Hôm nay mình có mặt tại địa điểm Ocean Park 3 của Hưng Yên. Mảnh đất Hưng Yên đây mọi người. Lâu lắm rồi hôm nay mới lên Hưng Yên. Hôm nay mình sẽ quay lại cho mọi người xem cái khu vực Ocean Park 3 nhá. Châu Âu thu nhỏ mọi người gọi như thế mọi người. Vừa tới nơi đây. Bây giờ đang là hiện tại đang là 4 giờ. Đây nhá cả nhà nhá. Đó. Khá là đẹp luôn. Đây là khu vực chụp ảnh mà người ta thường hay chụp ảnh nhiều nhất mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vào trong xem nào khám phá bên trong Ocean Park có cái gì mọi người nhá. Trên này là những tòa nhà rất là cao luôn, nhiều màu, đa sắc màu và cả ô đây mọi người. Đây có chú Long làm việc rất là đúng rồi nó đấy chắc chỉ biến thôi chở bán hay à gạt ra làm xưởng là ngon nữa. Ăn chưa bán làm xưởng không đi không phải à xúc xích à xúc xích được làm xưởng một cái ăn thử. Vào trong này thì rất là đông đúc mọi người. Đây, tòa nhà cao đẹp. Bên kia thì nhảy dân vũ. Đây có một bờ có một con sông đúng không ạ? Sông có thuyền này, hình như là đi thuyền này phải mất phí mất vé tiền hay sao ấy. Càng đi tiền thuyền đi thì giờ về thì gặp bài tới đi thì giờ. Rất là đông người lắm mọi người ạ. Bây giờ là vẫn còn là buổi chiều thôi. Không biết tối thì người sẽ đông như thế nào. Nguyễn Văn Lâm. Bên kia có thuyền cực to. Đây mọi người ơi.
thuyền đây. Ê, cái chén to cái nó nhỏ. Vào đây à? Lại thuyền đê đúng không? Ừ, nó bê khả khâu kìa đó. Đem nhận chủ yếu là khu ní này nhỏ. Ê, bên cả robot là chim ra. Nà robot bên á, robot điến ta là chim bên á. Bên cả con robot điến là ta là chim bên á. Đúng rồi. Cái hát lái gõ. Em nói đi gõ quá. Thưa mẹ. Tin đi có tiền đó, tiền đó. Đây là khu vực giữa cầu nhé, chèn chúc đông đúc lắm mọi người ạ. Khá đông lắm luôn. Đây đây là có một cái cây cầu mọi người, sẽ làm xong luôn. Chật lắm. Ôi dồi ôi, cây cầu này chật ít đó mọi người ạ. Vừa bây giờ về tầm khoảng hơn 4 giờ một tí thôi mà đã đông như thế này rồi, thì không biết buổi tối thì như thế nào. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần nhá mọi người nhá. Đây. Quá nhiều người chụp ảnh luôn ý. Hôm nay mình có dịp để mình quay trở lại mảnh đất Hưng Yên nhé mọi người. Ngày trước mình cũng được ở mảnh đất Hưng Yên này một lần rồi. Quá chật luôn. Ở đây mọi người. Lái không? Lái nào. Đây. Mình sẽ qua cây cầu Watson Park Hưng Yên này nha mọi người nhá. Không biết cầu này tên là gì. Cầu Viva. Đâu rồi? Này. Rất là nhiều người luôn mọi người. Đây mọi người, ở đây là điểm check in rất là đẹp. Đây. Đây mình sẽ ở giữa cái cầu này, mình quay cho mọi người xem này. Cái này mình đây, bên dưới này là như thế này mọi người. Ôi giời, chặt lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây cả nhà ơi, mình qua khu vực Ocean Park Tân Viên thì gặp một con robot rất là cao lớn luôn. Cái này chắc là tầm khoảng 1m8 đấy mọi người. Rất nhiều người đến và xem luôn. Đi thôi. Lúc đầu mình cũng không biết đây là người hay là robot mọi người. Đây mình qua mình quay gần cho mọi người xem này. Theo mọi người đánh giá thử đoán xem đây là người hay là robot đây. Bạn ấy rất là đẹp trai. Nhanh tay mỗi nhanh kiểu hết, chỉ duy nhất ngày hôm nay 20k một ly trà sữa mỗi ngày thôi. Đây là bên dưới một tí cầu mọi người. Đây. Bây giờ là tầm khoảng bây giờ mấy giờ rồi? 4:30 mọi người. Đây, rất là nhiều người đến tham quan luôn. Đây có một con thuyền cực lớn đây. Đây mọi người ơi. Ôi dồi ôi, thuyền khổng lồ luôn. Thuyền này phải cao đến 20m đấy chứ. Thuyền cao kinh khủng luôn. Đây. Đây mới là khu vực chính này, trung tâm. Đây. Kiểu gì tối nay người ta cũng bắn pháo hoa đây mọi người ạ. Đây mọi người đua thuyền đây. Mình sẽ di chuyển sang con thuyền khổng lồ đấy mọi người nhé. Mọi người nói chung khu vực này rất nhiều đồ ăn uống mọi người ạ. Bởi vì là khu vực giải trí mà, ăn uống là chủ yếu thôi. Này, thời trang các kiểu. Tí mình sẽ đi ăn thử một số món cho mọi người nhé, để cảm nhận xem món ăn ở mảnh đất Hưng Yên, cái khu vực Ocean Park, khu giải trí này nó như thế nào nhé. Đây cả nhà ơi, con thuyền lớn ra biển khơi đây. Nói đùa một thể thôi, con thuyền lớn của Ocean Park Hưng Yên, khu vực trung tâm nhất. Đây. Con thuyền này thì không có người vào mọi người, không biết là người ta phải vé vào hay là như thế nào, hay người ta chỉ để trưng bày các kiểu, người ta làm hình ảnh, mình cũng không rõ lắm, bởi vì mình cũng là người mới đến đây lần đầu tiên mà. Đấy, vẫn có đường đi ra. Một con thuyền khổng lồ luôn. Đây mọi người. Đây có loa đài này các kiểu đây. Chắc chắn là tối nay sẽ có văn nghệ ở đây sao. Đây rồi. Con thuyền này là con thuyền mà rất nhiều người muốn đến và nhìn nó đây. Thành đâu rồi nhỉ? Đây cả nhà nhá.
rất là đẹp luôn. Đây mình quay toàn cảnh cho mọi người xem. Đấy, rất là rộng luôn. Ừ, ở đây nhiều đèn à. Ừ. Đây nhiều đèn chớp, đèn nháy lắm mọi người. Chắc chắn đây là khu vực văn nghệ trung tâm luôn. Đây. Rất là nhiều người dân luôn mọi người. Đến gì? Đây là khu vực bên trên con thuyền một tí thôi nha mọi người nhé. Đây, bên trên con thuyền một tí thôi. Nói chung là khu nhà thì được sơn rất là nhiều màu. Mình không biết là ý nghĩa của khu nhà này như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đây. Đó, mọi người cũng nên đến và trải nghiệm thử một hai lần xem nó như thế nào. Mọi người rất là nhiều luôn. Đây có những bức tượng rất là lớn về nàng tiên cá. Hả? Rồi à? Đây mọi người, đây là khu vực bên trên một tí nhá. Hello mọi người ơi, đây là khu vực trung tâm nhé. Mình sẽ vào đây mình hỏi xem lạp xưởng các kiểu là cả nó như thế nào nhé. Rất là đẹp luôn. Đi vào đây đi. Lạp xưởng này bán thế nào đấy? 20.000. Dạ. 20 à? Vào đây ăn đi. 20.000 một chiếc. Cứ vào ngồi đi. Đây nha mọi người nha, là sửa 20k. Cho tạm mỗi người một chiếc là xưởng đi, xong tí nữa gọi sau. Tí nữa gọi luôn. Mấy cái á? Mỗi người một chiếc trước đi. Bao nhiêu? Mỗi người một cái. Một cái ạ? Vâng. Xong mấy cái. Hãy nhập cơ thể đặc trưng nóng mùa hè. Hãy nhanh chân đến với chúng tôi nhà hàng Tôi Đồng đối diện cùng đồng Ocean Park.